nó thấy gì chưa? Chắc người thấy cái ta thấy. Tất nhiên, vậy mà cũng hỏi. Xem ta nè. Các ngươi thôn đây đi, hồi hắc ám chứ có phải là đạp xiếc đâu. Các ngươi coi nè. Cha hãy dùng viên ngọc đại dương tạo ra một cơn sóng thần thật lớn để nhấn chìm con người đi. Như vậy thì đại dương của chúng ta mới được an toàn. Viên ngọc đại dương. Đúng như vậy. Ta muốn viên ngọc đó. Hey, ông đã bắt hai bọn tôi ngồi đây để xem bộ phim khoa học diễn tưởng về người cá, giờ còn đòi đi mua viên ngọc đại dương. Ông coi phim hơi nhiều rồi đó. Hai người im đi. Hả? Đó không phải là phim. Nãy giờ các ngươi đang xem đều hoàn toàn là sự thật. Hả? Có người cá thật sao? Tất nhiên là thật. Chúng ta sẽ xuống đại dương và cướp lấy viên ngọc đó. Ê, ta thích kế hoạch này đó. Trời ơi, ngươi bị cái gì vậy lão bụi? Tiên sĩ Đơ âm mưu biến bụi ta thành bùn đất. Thừa biết ta không thể nào sống chung với nước mà ông muốn biến ta thành đàn tiên ca. Ồn ào quá. Ta đã chuẩn bị sẵn trang phục cho chúng ta rồi. Từ giờ chúng ta sẽ là hội binh tôm tướng cá. Anh chấp chấp, đợi em với, em sắp té rồi. Em mà không can đảm đứng lên thì sẽ không bao giờ biết lướt sóng đâu. Anh chấp chấp, đợi em. Trời, lướt sóng khó quá đi mất. Hả? Anh hai ơi, có người ngất xỉu dưới biển, mau cứu người thôi. Em định lừa anh để quay lại chứ gì? Em nói thiệt đó, anh mau lại đây đi. Không ổn rồi, em mau gọi ba mẹ đi. Anh nhảy xuống nước cứu người đây. Có chuyện gì vậy? Cha ta bị làm sao thế này? Con người đã làm hại đại dương, chúng ta đến muộn rồi. Có thật là do con người hãm hại cha ta hay không? Chứ còn gì nữa, bọn chúng còn bắt cóc luôn em gái của ngài. Đại dương ơi là đại dương, nếu tôi là con của ngài, để tỏ lòng hiếu thảo, tôi sẽ bắt con người trả giá. Con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, cứ nhân nhượng với con người thì sớm muộn cả đại dương sẽ bị diệt vong. Thái tử à, bây giờ thủy tộc chỉ biết trông cậy ở ngài thôi. Ngài phải làm gì đó đi. Ta phải làm sao bây giờ? Ngài đừng lo, chúng tôi sẽ giúp ngài giải cứu công chúa và đánh bại con người. Đúng vậy. Trong lúc giải cứu đại dương, ta đã nhìn thấy bốn người này. Họ chính là chủ mưu. À, chị ấy tỉnh rồi. Ôi da, đau đầu quá. Hả? Cậu uống sữa túi Queen thần kỳ sẽ khỏe ngay lập tức đó. Cảm ơn bạn nha, bạn tốt bụng quá. Anh chớp chớp mắc cỡ kìa. Làm gì có. Anh chớp chớp là người đã cứu chị đó. Vậy sao, mình cảm ơn bạn rất nhiều. Mà nhìn bạn quen quen. Mình nhớ rồi. Cậu là nàng tiên cá. Có nàng tiên cá thật sao? Hả? Mẹ thấy cô bé đi hai chân mà. Dạ, mỗi lần lên bờ thì cái đuôi của con sẽ biến thành đôi chân. Mọi người từ từ đã nào. Để cô bé nghỉ ngơi đã. Cháu mau uống sữa đi cho lại sức. Dạ. Wow. Hả? Sữa túi Queen thần kỳ ngon quá. Sau khi uống xong mình thấy như đã khỏe lại luôn. Cảm ơn mọi người. Chắc con sẽ về thủy cung. Không ba con sẽ lo lắng. Nhưng bạn chưa khỏi hẳn mà. Bạn nên ở lại đây lâu hơn. Đúng vậy. Nếu con về thì chớp chớp nhà ta sẽ rất lo lắng. Cả nhà đừng có chọc con nữa. Sasha có vẻ mệt, nên để bạn ấy nghỉ ngơi. Khô lâu, tính ra người mặc bộ này rất là sang đó nha.
thật sao? Đúng vậy, sàn chấn tâm lý đó. Còn ta thấy ngươi mặc bộ này rất có hồn. Chuyện với vẻ đẹp của ta thì mặc cái gì chả đẹp. Hồn bay phách lạc đó. Ngươi sàn chấn tâm lý đó. Ngươi hồn bay phách lạc. Lời. Hai người im đi. Hai người không thể nghiêm túc để ta bàn kế hoạch ta. Nếu hai người cứ như vậy thì làm sao có thể lấy được viên ngọc đại dương? Được rồi. Từ giờ chúng ta phải làm thân với thái tử, thường xuyên xuống thủy cung để làm thân và tiện thể thăm dò đại dương. Tên thái tử đó yếu đuối lắm, chúng ta không nên trông chờ gì ở hắn. Chi bằng chúng ta hãy bắt cóc hắn luôn cho rồi, thống trị đại dương luôn. Không được, chúng ta cần dụ dỗ hắn để biết được viên ngọc đại dương đang ở đâu. Đây là phát minh mới của ta, chúng ta sẽ dùng nó để thống trị biển cả. Tàu ngầm năng lượng hắc ám.